Mùa mưa đến, nhiều loại bệnh truyền nhiễm như hô hấp, tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng cao cùng lúc, khiến nhiều bệnh viện quá tải, kín giường bệnh. Phụ huynh lo lắng, còn các bác sĩ cũng áp lực và lo ngại nguy cơ dịch chồng dịch. Khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Mới đầu mùa mưa, bệnh nhi nhập viện điều trị viêm phổi luôn đông. Có trẻ chỉ vài tháng tuổi đã bị viêm phổi nặng, khó thở và cần oxy. Con bệnh, bố mẹ cũng mệt theo. Nhiều gia đình cả hai vợ chồng phải nghỉ làm để chăm con. Tại em bé khó nên là không có đi đâu được. Bé đi là chồng thì chăm phụ để đêm bé khóc. Với lại đi mua đồ đạc rồi, bác sĩ kêu rồi phụ chăm lo cho mình. Hai buồng cấp cứu các ca bệnh nặng của khoa hô hấp đều đã kín bệnh nhi. Mỗi giường đều phải lắp oxy cho bé thở vì đa phần là viêm phổi nặng. Nguyên nhân một phần là phụ huynh khi thấy con bị sốt, ho, nhưng chỉ nghĩ con mọc răng hoặc sốt cảm thông thường nên không đưa đi khám ngay. Chỉ khi đã uống thuốc nhưng bé không hạ sốt mới đưa con đi cấp cứu. Chị Dung là một trường hợp như vậy. Ban đêm chị đã phải đưa con vào bệnh viện và bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi, thiếu máu não. Nhìn con nhỏ bệnh, chị Dung không khỏi lo lắng, nhất là khi thấy phòng bệnh kín giường và bé nào cũng phải thở oxy. Con đang ở độ tuổi hiếu động, không chịu đeo ống thở nên chị phải cột tay lại. Ở đây thì bác sĩ yêu cầu là phải thở oxy, tại vì em bé thiếu oxy cho nên thở oxy thì nó mới đỡ. Nhưng mà nó cũng vẫn còn thở thoi thóp với lại nó ho nhiều á. Nhưng mà có thuốc vô thì nó cũng đỡ chị. Em cũng thấy hoang mang á, tại nhà em cũng có con nhỏ ở nhà nữa, nhà em tới 3 đứa lận. Cũng thấy hoang mang cũng sợ. Tại vì cũng sợ là trước thì nó cũng bị Covid rồi á, thì em cũng sợ nó bị ảnh hưởng. Trung bình mỗi ngày, khoa hô hấp nhận từ 30 đến 40 bệnh nhân mới nhập viện chữa trị. Bệnh nhân khám ngoại trú còn đông hơn. Những bé bị nặng phải hỗ trợ thở oxy hoặc CPAP để cải thiện hô hấp. Dù mới đầu mùa mưa, nhưng khoa đã đối mặt với tình trạng bệnh cũ vừa ra, bệnh mới đã vào và luôn kín giường bệnh. Điều này đồng nghĩa với các y bác sĩ phải tăng công suất làm việc mới đáp ứng được nhu cầu. Tôi chỉ có bác sĩ cũng phải ngắn hơn và dày hơn, tại vì do biến động nhân lực, một số bác sĩ nghỉ việc, bác sĩ mới thì không có xin vào, thì đó nên cái nhân lực cũng hơi thiếu hụt và bác sĩ phải làm tăng công suất lên, cái tôi chuẩn sẽ dày hơn. Hiện tại là đầu mùa mưa đã bệnh nó đông như vậy, thì mùa mưa tới thì sẽ dự đoán là bệnh hô hấp tiếp tục sẽ tăng, và đương nhiên tăng như vậy thì sẽ có nhiều cái bệnh lý nặng nó cũng phải tăng theo. Không chỉ bệnh về hô hấp, từ đầu tháng 5 đến nay, bệnh nhi mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng tăng cao. Riêng bệnh tay chân miệng, đa số trẻ nằm viện ở độ tuổi 2A, mức độ trung bình, và đều có sốt cao, giật mình, nhưng may mắn số trẻ bị khó thở, bị nặng lại ít hơn so với những năm trước. Còn sốt xuất huyết, nhiều trẻ đã bị sốc với biểu hiện tụt huyết áp khi nhập viện. Chăm sóc trẻ mỗi ngày và quan sát ở bàn tay, bàn chân của trẻ. Ngoài ra nếu trẻ sốt mà quá 2 ngày thì phải nên chú ý đi khám bệnh, chứ không nên tự điều trị ở nhà. Đó là việc hết sức chú ý nhất là mùa này thì bệnh tay chân miệng nó ngày càng tăng, xu hướng sắp tới sẽ còn tăng nữa. Và riêng ngoài tay chân miệng thì bệnh sốt huyết cũng đang rất là tăng trong mùa này. Nên bất cứ trẻ nào sốt quá 2 ngày cũng đều phải được đi khám để tầm soát. Sợ là khi nó dịch bùng phát nhiều hơn thì chúng tôi sẽ điều động nhân sự ở những cái bộ phận, những cái khoa khác đến để mà hỗ trợ cho cái đội ngũ mà điều trị bệnh chính về sốt xuất huyết và tay chân miệng. Cho nên trong mấy tuần vừa qua, bệnh viện đã tổ chức cái lớp tập huấn và chúng tôi đã tập huấn cho nhân viên trong bệnh viện, các bác sĩ, các điều dưỡng về cái phác đồ điều trị sốt huyết cũng giống như những cái tình huống mà bệnh sốt xuất huyết có thể xảy ra. Song song với số ca bệnh tăng thì bệnh nhân nặng cũng tăng theo. Thực tế đã có nhiều bé nhập viện khi bệnh nặng, nhất là bệnh nhân sốt xuất huyết. Dường như sau 2 năm chống dịch Covid-19, nhiều bậc phụ huynh có tâm lý chủ quan trong việc phòng chống và phát hiện sớm bệnh sốt xuất huyết hay là các bệnh về hô hấp. Do vậy, trẻ mắc bệnh nặng cũng đã tăng ngay từ đầu mùa dịch.